bộ trang phục dân tộc mang tên Sắc được lấy ý tưởng từ các tác phẩm sơn mài nổi tiếng của họa sĩ Nguyễn Gia Trí và được đặt để trong phong dáng trang phục truyền thống của Việt Nam như chiếc áo dài hay áo tứ thân, thiết kế tôn vinh vẻ đẹp sang trọng lộng lẫy đến từ trang sơn mài và qua đó cũng đề cao tinh thần bản lĩnh tự tin của người phụ nữ Việt Nam dám bứt phá khỏi vùng an toàn để thể hiện bản thân, theo đuổi đam mê, khẳng định chính kiến của mình trong xã hội hiện đại nhưng vẫn duy trì những bản sắc truyền thống tốt đẹp. Cùng chào đón bộ trang phục mang tên Sắc đến từ nhà thiết kế Trần Thuận Thành và được thể hiện bởi thí sinh Lê Phan Hạnh Nguyên.